Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam có buổi kiểm tra thực tế một số công trình trọng điểm, động lực trên địa bàn thành phố, cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lê Minh Trung. Công trình nhà máy nước Hòa Liên đặt tại huyện Hòa Vang có tổng mức đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng, tiến độ thi công đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các hạng mục như tuyến ống nước thô đã hoàn thành lắp đặt hơn 50% khối lượng, trạm bơm nước thô, nhà máy xử lý, nhà điều hành đều có tiến độ thi công tích cực đơn vị thi công đã sẵn sàng và sẽ thực hiện ngay việc đào móng, lắp đặt ván khuôn cốt thép móng sau khi có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được thẩm định đối với hạng mục đập dân. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp huyện Hòa Vang và đơn vị thi công tiếp tục tích cực phối hợp, ra soát đảm bảo tiến độ dự án phù hợp với tình hình thực tế, đẩy nhanh giải quyết các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đồng thời đề nghị sở xây dựng tập trung thẩm định các hạng mục còn lại của dự án, trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chậm nhất trước ngày 15 tháng 1 sắp đến để kịp tiến độ thi công đến kiểm tra công trình cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý. Giá trị thi công dự án đến nay đạt gần 22% giá trị hợp đồng, hiện đang gặp vướng mắc về giải tỏa mặt bằng cũng như phương án thi công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam thống nhất gia hạn tiến độ dự án chậm nhất hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay, đồng thời đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Sở Giao thông vận tải thành phố quận Hải Châu tích cực phối hợp để đảm bảo giải tỏa mặt bằng sông trong tháng 3, cùng với đó nhanh chóng cải tạo các tuyến đường gom xung quanh khu vực dự án để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị.